cùng đến với phần 2 trong series tìm hiểu sản phẩm của Inox, các dòng chậu rửa. Có hàng trăm mã chậu nhưng chung quy lại sẽ có hai kiểu, một là kết hợp với bàn, hai là kết hợp với tường. Thông thường, nếu các phòng tắm vừa và nhỏ thì chậu gắn tường sẽ là sự lựa chọn phù hợp, giúp tiết kiệm không gian. Chậu gắn tường bao gồm 3 phiên bản. Chậu không chân, đặc điểm phần ống thải sẽ để lộ ra phía bên ngoài và chúng ta có thể nhìn thấy. Chậu chân ngắn, chậu này với phần ống thải đã được che lại mang lại nét đẹp thẩm mỹ cao hơn so với chậu không chân. Chậu chân dài, đặc điểm với phần chân sứ chạm tới mặt sàn và che đi phần ống thải, kèm với đó còn mang lại cảm giác an tâm cho khách hàng khi sử dụng. Các sản phẩm chậu kết hợp với bàn sẽ có mức giá cao hơn so với chậu gắn tường, nhưng bù lại thì sẽ làm cho không gian của chúng ta sang trọng, đẳng cấp và tối ưu hóa diện tích. Chậu kết hợp với bàn sẽ phân thành 4 kiểu chính. 1. Chậu dương vành sẽ có phần nhỏ vành chậu nổi lên phía trên mặt bàn, còn phần lớn chậu sẽ nằm chìm phía dưới. Kiểu chậu này mang lại sự sang trọng cho không gian phòng tắm. 2. Chậu bán âm bàn sẽ có một nửa nằm trong đá và một nửa phía trước nằm hướng ra bên ngoài. Kiểu chậu này với thiết kế độc đáo giúp thể hiện được cá tính của gia chủ và dành cho các không gian hạn chế về diện tích. 3. Chậu ôm bàn. Đây là mẫu chậu hoàn hảo và dễ vệ sinh nhất trong tất cả các mẫu chậu. Thường được đa phần các trung tâm thương mại, sân bay lựa chọn về tính tiện dụng, vệ sinh dễ dàng và đảm bảo không gian tối giản, sang trọng của nó. Phần chậu sẽ nằm 100% ẩn dưới đá. Khi muốn vệ sinh, chỉ cần dùng tay gạt toàn bộ các chất bẩn xuống phía dưới là hoàn thành. 4. Chậu đặt bàn hay còn gọi là dương bàn. Mẫu chậu sẽ được đặt nổi hoàn toàn trên bàn. Đây cũng là mẫu chậu sang trọng nhất, thường được các khách sạn, resort cao cấp lựa chọn. Và đó là tất cả các mẫu chậu chúng ta thường thấy trên thị trường. Còn bạn thì yêu thích nhất sản phẩm chậu nào của Inox? Hãy chia sẻ cho chúng tôi cùng biết nhé! Hy vọng là video ngày hôm nay đã mang đến nhiều thông tin hữu ích cho các bạn. Nếu có câu hỏi thắc mắc nào, hãy chia sẻ cho chúng tôi cùng biết nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!